Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu và đánh giá nhanh các sản phẩm tai nghe của hãng Sennheiser đang được bày bán tại các chuỗi siêu thị Pico. Và đặc biệt hơn nữa, ta sẽ có một chương trình khuyến mãi giảm giá tới 20% diễn ra từ ngày 5 đến ngày 18 tháng 8 năm 2016. Với dòng tai nghe On-Ear, ta sẽ đến với 5 sản phẩm với mức giá từ thấp đến cao. Đầu tiên là ta sẽ có HD 201 với mức giá chưa khuyến mại là 549.000 đồng. Tai nghe phù hợp với các dòng nhạc trữ tình, nhạc vàng, rock hoặc là pop với âm trầm vừa đủ cân bằng các giải âm thanh khác ở tầm tiền này. Tiếp theo là PC 3 Chat. Đây là một sản phẩm cho chất lượng âm thanh khi nghe và nói rất rõ ràng với giá cả phải chăng. Microphone hạn chế và giảm thiểu tiếng ồn xung quanh, có thể xoay linh hoạt để trở nên gọn gàng khi không cần sử dụng. Tai nghe khá nhẹ và thoải mái. Sản phẩm thứ 3 là PX88. Ta có hai màu để lựa chọn là màu trắng và màu đen. Thiết kế gọn gàng, phù hợp cho việc di chuyển. Dạng tai nghe trùm quanh vành tai, đem đến cảm giác không bị nóng khi đeo lâu. PX88 có âm trầm khá mạnh mẽ và uy lực, chép lên vừa tới, chơi rất khá với các dòng nhạc hip hop, pop hay là EDM và ngay cả một số dòng nhạc nhẹ trữ tình. Đến với sản phẩm thứ tư, đó là tai nghe HD 202 với mức giá là 969.000 đồng, được thiết kế đặc biệt với chất liệu giảm âm nhằm thể hiện tốt nhất tiếng bass, màng loa driver dynamic, trở kháng 32 ohm, giải tần từ 18-18.000 Hz. Thiết kế cực nhẹ và hợp lý đảm bảo nghe lâu vẫn cảm thấy thoải mái. Trên tai nghe có thiết kế rãnh vượt để nới rộng hoặc co hẹp lại khung choàng đầu nhằm đảm bảo được độ thoải mái khi đeo và phù hợp với kích thước đầu của mỗi người. Đi kèm theo tai nghe HD202 có một cuộn nhựa nhỏ dùng để cuốn phần dây của tai nghe lại mỗi khi không dùng đến hoặc di chuyển. Cuộn nhựa có thêm một miếng kẹp để kẹp vào thắt lưng hoặc túi áo. Tai nghe có dây tín hiệu dài đến 3m và nhìn rất chắc chắn, cùng với giắc chuyển từ 3,5mm sang 6,3mm để có thể cắm được vào các dàn hi-fi hay đầu đọc high-end. Cuối cùng là sản phẩm PX80 có giá là 999.000 đồng, vỏ hộp bằng nhựa và mica trong. PX80 rất gọn và nhỏ để dễ dàng cho vào túi laptop, ba lô hay ngay cả túi quần mỗi khi cần di chuyển. Gọng của PX80 được thiết kế bằng hợp kim thép để đảm bảo độ bền, hạn chế gãy hỏng như các loại chất liệu bằng nhựa mỏng. Âm thanh của PX80 nổi bật ở âm trầm mạnh mẽ, uy lực và xuống được khá sâu ở tần số 15Hz. Vocal rất nổi bật. Khi so sánh với tai nghe PX88 thì PX80 có phần vocal tiến về phía trước, còn PX88 thì lùi sâu hơn. Trong 5 sản phẩm vừa rồi, nếu bạn cảm thấy ưng ý với chiếc tai nghe nào thì hãy đến Pico trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến ngày 18 tháng 8 để nhận được khuyến mãi giảm giá lên đến 20%. Và vừa rồi là phần đánh giá nhanh tai nghe On-Ear của hãng Sennheiser. Đừng quên like và subscribe cho kênh để nhận thông báo khi có video mới và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo.